Dạo này bán chậm lại lắm chị. Nó có mùi đường có ngồi đi, dạo này người ta đi đâu hết á. Vắng lắm. Ăn một chị. Nhưng mà chuyển xong đi qua bán đây là lâu chưa? Em mới chuyển qua nay à. Tại hôm qua nay mới có chứ mấy bữa trước đâu có đâu. Dạ 50 kg, hồi chưa tới 50 kg. Mấy bữa nay sầu riêng ít lắm, có nhiều đó đó. Dạ hết. Xuống bán chút hết rồi. Chị thấy những chuyến từ trên quê xuống cũng khó khăn quá ha. Dạ. Đi qua nhiều nhà nhiều. Cột lắm. Lột đi giỡn hoài. Ngộ ghê á. Vì có vợ rồi nè. Vậy em quen rồi đó. Chứ hay buồn mình giờ quen.
dừng thôi. Thấy có nhiều comment nói chung cũng không có vui lắm. Ý là hôm đó về quê là làm giấy tờ hay là quê? Dạ, là làm giấy tờ. Còn nói chung có mấy comment cũng đọc chứ. Bảo là ừ em lấy tiền anh Hùng Quân đi du lịch. Không phải đâu, như mấy anh YouTube này có đi thì mấy anh em hùng lại người 100, 200 rồi hùng lại mua rồi ăn uống vậy thôi. Chứ giờ giờ mình đi ăn nó cũng vậy, hùng lại làm để cho nó ngon rồi vui nữa. Anh Tài ơi, tại vì có nhiều hùng hiểu không? Thì mình cũng chịu. Anh mua một hộp rồi em ăn hết sầu riêng thì em mang sầu riêng cho anh nha. Nhưng mà ý là mấy nay bán chậm sao mà em lại đem gà đó. Anh Tài thấy ok không? Anh mua hết sầu riêng thì em sẽ đem qua một đường vắng. Đường này sao biết sao nó vắng quá sợ. Sao phá sản hả? Ơi quá phá sản. Vừa qua có kèo bị đó. Quá nhưng mà bán sầu riêng với bán gà thêm rồi em có bán gì nữa không chị? Thấy như cái bán gà online đúng em nghỉ rồi. Luôn hả? Em không có bán được mấy đó. Mình không biết ăn nói á. Lên like rồi chốt đơn rồi lên mẫu rồi em không làm theo được. Ý là có thử rồi nhưng mà không được rồi. Cái này mấy đồ này em lấy về bán nè. Giờ mặc luôn. Ok. Chị ơi. Gớm gớm. Sao gớm gớm? Ăn ít ít thôi. Chứ bỏ vô nhiều quá cái ăn nó gớm miệng. Ăn ít ít vậy à. Ngon. Mà ăn nhiều quá nó kỳ, nó nhớt á. Hình như là thằng riêng hộp là chỉ nướng thôi mà đúng không? Nướng với luộc đúng không? Dạ. Nướng với luộc. Mà nướng nó đỡ nhớt hơn là mình luộc. Luộc nhớt lắm. Nhưng mà ăn cái hộp nó bùi như hộp ít không ta? Không, không có bùi chị. Không biết tả làm sao mà chị ăn kiểu. Không biết tả luôn. Mà nó ăn như đậu bắp á. Vậy là trước giờ mình bánh ăn đúng không? Hai là bánh ăn. Dạ. Ăn nó nhức nhớt á. Ăn ít ít thôi, ăn nhiều quá nó ghê lắm. Cái đúng một mít đâu Duyên? Nó khác một mít lắm anh ơi. Một mít nó có nhớt mà này nhớt. Nhớt nhợt luôn á. Nãy giờ bán được bao nhiêu tiếng thôi chị mẹ? Cả chục ký rồi chị. Dạ, à, giờ người ta mới gửi lên tới ra lấy. Bán sầu riêng đi. Ngon thơm quá. Không giữ tăng lắm đúng rồi. Không, nãy nói ví dụ mà dán làm logo đó em nghĩ sao? Em nói chơi vậy chứ đâu làm. Phọt em vậy rồi. Không hành nổi đâu. Không, nó lên cái bụng mà. Chứ không lên ký em xong em đẻ thôi em tụt ký á. Lúc mà mới cứng bầu á là em 50 mấy ký. Cái có bầu là lên được đâu sáu mấy á. 60 ký à. Thằng nhóc của em là 3,9 kg. Còn bé của em có 2,8 kg à. Hai đứa bé rồi á chị. Dạ. Hai bé rồi á. Hai bé rồi. Đẻ ra ảnh một đống luôn, nhìn ảnh mắt tụi đẻ ra cái là muốn xỉu. Em sinh thường đẻ đâu nổi đâu em gặn á, xong cái tới cái hơi cuối cùng á hết gặn nổi rồi, cái là hết sức là muốn xỉu rồi đó. Cái bác sĩ kêu gán đi con ơi, em nó đưa cái đầu ra rồi, bây giờ con không gặn là em nó ngợp, phải gán gặn. Gặn xong là không biết chờ chân mấy đất chị luôn. 3,9 thì thấy còn 3,9 là mừng rồi đúng không?
đẻ ra như mấy tháng vậy đó chị, đẻ ra bự lắm. Dạ bụng bụng cũng bự chị, em bé có bầu bé lớn thì bụng em nhỏ xíu à, tới nỗi mà lúc mà em đau bụng đẻ có bầu bé lớn á, cái đi đẻ cái bác sĩ dưới quê em nói nè, bụng này mà đẻ gì coi chừng thám lộn mới đi về đi, nói em vậy đó, tại bụng nhỏ lắm, bụng y như 6-7 tháng á. Dạ. Dạ. Có bầu bé lớn em đâu có bị nứt bụng đâu, không có bầu nóc em bị rạn, mà tới khi gần đẻ em mới bị nứt, gần đẻ nó bự, nứt bụng. Dạ. Ngồi nắng á, nắng. Thôi kệ. Về à, bữa giờ á tại ngồi nắng á, nắng gắt quá, mấy bữa em ngồi có bếp à, nó cũng nó không có nóng, mấy bữa ngồi hai bếp á nó hắt cái nóng á, chứ lúc trước mình ngồi có bếp à cái gió nó tạt đi chỗ khác là mình nó nóng. À 4 bữa đi hết cả nhà luôn. Dạ đi hết luôn cả nhà. Trời ơi, không ai hỏi sầu riêng ở gì luôn á, đúng anh Huân nằm dí thiệt á. Dạ. Nói chung là trăm người bán dạ người mua mà, ai bán được. Với lại cũng đâu có phải bán chung đường đâu. Ví dụ em bán quận 2 mấy anh chị đó bán xa hơn chỗ em mà.